tại các trường học thì tôi đã gặp các cháu, và các cháu là một trong những học trò của chúng tôi và rất là ngoan ngoãn từ ngay từ bây giờ. Và cộng thêm một cái hiện bây giờ là vấn đề di trú, tại vì họ muốn gia đình phải về sau khi chữa, không có lý do để trở lại ở lại ở đây, cho nên đó là một vấn đề rất là phức tạp. Thì tôi cố gắng lo giúp cho trong vấn đề đó, và tôi cố gắng lo cho một số luật sư về thiện nguyện để giúp cho gia đình. Thì hiện bây giờ chúng tôi cũng cố gắng dùng tất cả những cái giấy tờ thế này thế kia, rồi tất cả những cái lời khuyên cái sự hướng dẫn, cũng như rằng là một số thầy cô của các cái em gửi trước cái trường có những cái recommendation từ này tới kia, thì tôi dịch ra tiếng Anh và đang còn giúp cho gia đình. Tôi hy vọng rằng sẽ giúp được cái gia đình trong một cái thời gian tới. Hiện bây giờ thì gia đình đang gặp cái khó khăn như thế đó, và sự hiện diện của quý vị hôm nay chúng tôi không nói được nên lời. Và cái sự quy hóa của cái mùa Giáng sinh này, đó là cái niềm vui và tình thương. Chúng tôi một lần nữa thường xin thay mặt và các cháu một lần nữa xin cảm nhận những cái lòng của quý vị ở hôm nay, và xin chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh thật vui và hạnh phúc bên những người thương yêu của mình. Và một lần nữa tôi xin phép được sở dĩ có buổi giờ hôm nay là anh Bùi Quỳnh, khi mà anh Thủy là một cái người mà có lòng nhiều nhất khi mà các em được Bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi đến cái quà quý hóa của giáo dục. Thì chúng tôi có đến quan Thủy, anh Thủy nghe đến và anh Thủy đưa lên cái báo điện cũng như báo Hải Vân, và nhờ đó có một số anh chị đã biết đến. Và sau đó anh Quỳnh là một trong những người đầu tiên để đến thăm gia đình, và anh cũng có nhà ý và có nói với chúng tôi sẽ có một cái buổi như thế này, và chúng tôi bàn bạc cho tới ngày hôm nay. Cho nên anh Quỳnh, anh Lãm, anh Thủy và chúng tôi hôm nay có anh Thiên và chị Tina. Xin mời chị Tina đến. Chị Tina cũng là một trong những cái em siêu duyên dáng của buổi văn nghệ hôm nay, cho nên quý vị hôm nay cũng ráng chờ. Hôm nay chúng ta ngồi đây vui với bữa cơm thân mật đầu của buổi Giáng sinh, nhưng mà chúng ta cũng không quên là những cái phần âm nhạc kế tiếp rất là sôi động và rất là dễ thương. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả từng quý vị một. Xin phép anh Chư có một hai. Kính thưa quý bà con cô bác, gia đình tôi thật cảm động về tấm lòng thương yêu giúp đỡ của quý bà con cô bác. Càng có gì hơn, gia đình tôi xin thật cảm ơn. Nhân mùa lễ Giáng sinh, gia đình xin chúc quý bà con cô bác dồi dào sức khỏe. Càng thật xin cảm ơn. Và cảm ơn anh Quý Quỳnh và anh Chư. Và thưa quý vị, trong cái chương trình này chúng ta có một cái chương trình hát cho nhau nghe bên cái cây Giáng sinh. Thưa quý vị, song song bên cạnh đấy chúng tôi nhận được một số tiền ủng hộ của một số anh em ở đây. Số tiền này sẽ được giao cho anh Chư lo cho các cháu. Cho nên quý vị, tôi mong rằng quý vị cùng với tôi để chúng ta làm cái vấn đề này cho nó thành công ở cái bề mặt. Thưa quý vị, xin cho anh Kẻ ủng hộ chương trình 20 đồng, anh Quỳ 20 đồng và anh Quấn 30 đồng. Xin quý vị một tràng pháo tay cho những người anh em tiên khởi này. Và thưa quý vị, giải sát của chương trình chúng tôi nhận được bao nhiêu thì sẽ đọc cho quý vị nghe bấy nhiêu. Và tôi tiếp theo là anh Philip ở Cass Creek, 100 đồng. Ông Kiến Trúc Sư Hà, 50 đồng. Phương và Bình, 100 đồng. Tiệm vàng Kim Thành, cô Trinh, 200 đồng. Anh Long, 10 đồng. Anh Sáu Cẩn, 15 đồng. Xin lỗi, anh Phương và Bình,
4 bao gạo và 100 đồng. Anh Kim và nhà hàng Rice Bowl 300 đồng. Xin cho chàng phó tay. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng trong quý vị cũng còn rất nhiều người muốn ủng hộ thêm. Và thưa quý vị, ngay bây giờ tôi nhận thêm được tiền mặt là của anh Lãm 50 đồng và anh Châu Ngọc Thủy 50 đồng. Tôi nghĩ rằng không biết là chị... Thưa quý vị cứ mạnh dạn gửi tiền cho chúng tôi đọc và cái thùng đó Tina sẽ bỏ vào đấy. Và trước mặt quý vị chúng tôi sẽ giao thẳng cho anh Trư cùng với các cháu. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của quý vị và cái lòng quảng đại của quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi có cái chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe, thì cô Tina cô sẽ dẫn dắt cái chương trình này. Và bài hát mở đầu tôi nghĩ rằng chắc bây giờ Tina hát phải không ạ? Để tiếp theo chương trình, Tina trước hết hân hạnh được giới thiệu chị với các bác và các chú và các anh chị và các bạn tối nay. Tina đến đây cũng chung vui và góp được một phần nào để hôm nay Tina cảm giác cũng như thấy cũng như đến đây họp lại như một đại gia đình. Thì trước hết Tina xin giới thiệu để mở đầu chương trình cho nhân ngày hôm nay. Thì Tina xin gửi đến các bác và các anh chị và các bạn bài nhạc Mưa Trên Phố Huế. Số bài nhạc là 50314.